Mà có liên quan gì ở đây hả? Yên tâm đi, ma không à. Ở đây là hồi xưa á, ở đây là ma nhiều lắm á. Cái cục đất này à, khu vô không. Bữa nào tôi rảnh tôi kể chuyện ma cho nghe. Kêu ta vô, kêu ta vô đây nè. Trời ơi. Có mà ít lắm. Mà hồi đó mình không biết mình gặp đúng hay gặp sai. Lâu rồi. Cái đó mười mấy năm rồi mà mình không biết mình gặp đúng hay gặp sai nha. Đúng ở đây luôn. Ở đây nè. Hồi đó á, thấy cái gốc đa đó bự bự không? Cái gốc cái cây, cái gốc bự bự á. Cảm ơn nha, tội nghiệp quá à. Lâu rồi tôi mới thấy xăm xăm xét á. Kể nghe. Ngay cái gốc cây đó đó. Ở dưới gốc cây nữa nè. Có nhà của cô đó là tên là cô Kim. Cô tên Kim. Mà nhà bà ở đây là mười mấy hai chục năm rồi. Bà nuôi heo. Nuôi heo nuôi gà. Nuôi heo nuôi gà. Đậu đó được cũng được, có chú mưa không? Tội nghiệp quá à. Ở xa không? Tội nghiệp quá vậy trời. Tụi nước xuống hả? Vô đây tắp mưa với em nè. Có chừng mưa. Vô đây nè, vô đây ăn uống nè. Để tôi kể xong tôi ăn. Bà nuôi heo ở dưới á. Mấy cô này biết nè, mấy cô này biết bà Kim. Bà nuôi heo ở dưới, bà nuôi gà, nuôi vịt. Nhưng đặc biệt bà sống một mình bà. Nhà hồi thời xưa ở đây là nhà lá không à. Mấy phần? Hai phần. Hai phần đó cho cô, hết cho chị lại 440. Không. Tặng cho chị thêm mai cục BD cho chị. Để cho chồng chị BD chơi với tôi. Rồi á. Ngay chỗ ở dưới á. Bà nuôi gà, nuôi heo. Gió dữ vậy ta. Sao gió dữ vậy ta. Cái à, bà ở dưới á. Tội nghiệp lắm. Có mình nên bà à. Mà con cái nhà cửa bà, nhà lầu xe hơi nằm ở vùng vui nhất á. Bà không ở. Bà ở toàn bộ ở, bà ở một mình bà nuôi heo. Bà đi bán xôi cút á. Khuya bà bán xôi cút. Ban ngày á thì bà nhà bà nuôi heo cái nọ. Khuya bà đi bán xôi cút. Nhưng đặc biệt ở đây á, tôi muốn kể cho mọi người biết. Ở dưới cái sàn nhà bả á, có nguyên một cái nền gạch luôn. Cái nền gạch để rửa chén á. Rồi, ghê quá không? Thấy ghê không? Chưa, còn chuyện nữa. Nhà bả nuôi heo, bỏ có nguyên cái chuồng heo luôn. Thấy dữ tợn chưa? Nhưng ở đây tôi, nó giỡn rồi má. Ở dưới nhà bả, ủa anh là ai vậy? Cái nền cái dưới sàn nhà bả á có 5 cái hòm. Thiệt mà, có 5 cái hòm. 5 cái hòm nhà bây giờ vẫn còn á. Không biết có ai móc ra chưa tôi không biết. Mà hồi xưa tôi đi lượm ve chai á, tôi còn nhỏ á, tôi lượm ve chai tôi đi ra mé sông á, cặp mé sông á là tôi thấy nước đánh vô như nè. Trôi cát ra. Trôi ra là thấy nửa cái hòm á. Một cái hòm nữa rồi nữa ở trong là dính vô nền đất nhà bả. Còn nửa cái hòm lú ra. Mà hòm hồi xưa á, cái hòm hồi xưa người ta chắc lắm. Mà 3-4 cái hòm, 4-5 cái hòm nằm ở nhà bả. Ghê không? Hòm con nít có làm như người ta chết luôn một loạt hay gì. Không gần. Mà nằm ở dưới miếng đất đó. Hồi xưa ở đây là mấy cái gò mã nhiều lắm. Nhiều gò mã lắm, ở đây nhiều gò mã lắm.
Không, chắc lấy cốt bớt rồi. Hồi xưa anh đất ở đây là dưới đất quê mình vậy đó. Đất quê vậy đó. Rồi ở dưới á, tôi đó tôi lượm dây chai mà tới nhà bác tôi nổi da gà. Còn nít mà, sợ. Đi dưới sình á, tại cái cặp mé nó có sình. Mà cái sình nó có hai mấy cái cây lú lú ra. Dạ. Mấy cái cây nó lú ra. Rồi á, thường thường mấy cái lú, mấy cây cây lú ra thì mình hay dậm lên cái cây để cản lại cái chân mình lún dưới sình. Hiểu lấy cái lý đó chưa? Sình thì nó lún mà mình có dưới cái cây thì cái cây nó chặn lại, không nó đỡ bị lún dưới sình. Đó là nhiêu vậy? 140 phải không? À, rồi kể cho mọi người nghe. Đó tôi còn nhỏ, tôi còn nhỏ á. Cái bà lợi bà kêu chí Hùng lợi canh nhà cho cô Kim đi. Tối nay á cô Kim đi bán con canh mình đi. Một đứa đó con canh mình con nhà con canh. Con tên Nguyễn Chí Hùng má. Ta kể thiệt cái má có gì dậm rồi Chí Hùng là ai vậy? Thích khui tên đàn ông ra lắm. Rồi xong rồi đó. Bà kêu tôi canh. Có mình ơn tôi canh nè. Mà tới 12 giờ khuya bà chưa về nữa. 6, 7 giờ chiều bà đi rồi. Bà kêu tôi canh tới 12 giờ khuya bà chưa về. Tới 1 giờ khuya bà mới về. Mà bà tin một đứa con nít sợ ma. Tôi sợ ma lắm. Ham tiền. Thì lúc 5 giờ còn sáng. Ai mà nghĩ tối nó ghê vậy. Lúc đó tôi nhớ tôi có 11, 12 tuổi à. Lúc đó hả? BD nặng rồi. Mà lúc đó là BD nặng mà chưa có gan sứ giống bà. Rồi á, kể nghe. Rồi xong xuôi rồi đó hả? Tôi ngồi tôi canh. Mà bà biết ý, ở dưới mé sông á, mưa lại liêu riêu vậy nè. Trời ơi. Ngồi xoay quá xoay lại. Cứ ngồi mà con heo quá. Nó cứ vậy. Nó ủi á. Con gà mà nó cứ cạp alo con gà cứ đi vòng chít. Con vịt nó cứ đi vòng trong nhà. Mình sợ cũng chưa hết vậy má ơi. Mà đó 4-5 cái hòm mà nhà bà gần cái hòm đó luôn. Trên mà mình cứ sợ mà biết cái mồi sợ á, mà cứ nhìn xuống cái sàn hoài. Coi có một cái bàn tay lông lên không? Hồi xưa rất là sợ bàn tay lông nha. Hồi xưa nghe hai bị người ta dụ á. Tôi đâu dám đi cầu ban đêm. Tôi sợ ban cầu ban đêm nó thọ cái bàn tay lông lên. Nghe tại vì hồi xưa dưới quê á, người ta cởi cái bàn tay lông á. Đi cầu cái bàn tay lông trộn lên trộn nè, tôi nửa cho gàm á. Ghê không? Mà tôi đâu có thấy gì đâu. Không, sợ cái ảo giác á. Nhưng có một lần, đó là 50 hả? Cảm ơn nha, các bạn cảm ơn mình nhiều, cảm ơn. Tội nghiệp quá, mưa gió mà vẫn đi ủng hộ, thấy không? Tôi nhớ có một lần tôi thấy ma. Là nhà của cô Kim á. Nhà cô Kim đây nè. Không, nhà cô Kim nè. Kế bên nhà cô Kim á là đó là đối diện tôi. Đối diện là cái cầu tiêu. Hồi xưa cái cầu mà cầu cây á, biết không? Cái cầu cây biết không? Ai cũng hay đi cầu cây hết trơn. Cầu cây bắt ra xong để mình đi vệ sinh á. Đi ỉa đó. Rồi á, bắt cái chỗ đó đi. Mà tôi hồi đó tôi có 14, 15 tuổi à. Mà tôi biết bà nhà bà. Nhà bà là nhà mái lá. Nhà lá. Tôi mới đi vệ sinh ban đêm. Mà lúc đó có 12 giờ khuya rồi. Bà nội cha nó không biết ăn cái giống gì, nó đau bụng má. Nó chọt cái bụng. Trời ơi đau quá trời rồi. Giờ làm sao? Bà gặp nhà hồi xưa trên đây rồi. Nhà bà Kim á, gì á. Nè bà này bà biết nè. Nhà bà Kim có mặt có... Hả? Dì Sơn, hồi đó nhà dì Kim á. Ở dưới có mấy, ở nhà bà Kim có mấy cái hòm dưới con dì Sơn. Dì Sơn, có, đây nè. Đây là bà chủ đất á. Bà ừ. Con của bà chủ đất. Ừ, rồi á hả. Ở dưới á có mấy cái hòm ở dưới á. Mà tôi đi cầu nha. Mà con đi cầu á Sơn. Con nhìn qua căn nhà bà đó. Có nguyên cái bóng trắng đứng ở trên nhà bà Sơn. Ghê lắm, có mấy cái bóng trắng trong nhà bà. Ừ. Ừ.
nè nè nè, nói cho gà nè. Đây nè, đây là dì Xuân á, bà gành chuyện mà bà gành cái chuyện của khu đất này ghê luôn á. Làm là cái khu đất này là khu gô không? Khu gô cỡ đại điểu không? Trời ơi, sợ muốn chết. Ừ. Mà hồi xưa con nhớ đó, con đi con ban đêm ba mẹ con biết mình sợ ma. 7-8 giờ khuya là cái đường nó tối thui rồi. Bà bắt mình ra ngoài mua nước đá. Bà nội chạy 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 lũi vô cái cây binh. Chạy 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 lũi vô cái cây binh. Trời ơi, về xung cột vậy nè. Bà mẹ mày quýnh lộn đâu mày về. Không có sợ ma, có lũi vô cái gốc cây. Về cái đầu binh được tròn quay cái đây nè. Trời ơi là trời, lúc con nhỏ sợ mà. Sợ Hugo dữ lắm. Rồi tôi thấy bóng trắng cái gì ba gì Xuân ở trên nóc nhà bả á, mà con ngồi con vui vậy nè, phải không trời? Nhìn kỹ, nó đứng vậy nè, mà đứng trên nóc nhà bả á, mà tôi nhìn hoài tôi thấy kỳ vậy trời, mà không có chân, không có đụng chân, không có đụng lên dưới đất, mà nó cách nhau khoảng là từ đây tôi đi cậu ở đây rồi cách nhau qua cái cây đó đó, qua cái cây hút tí xíu. Ủa, ai bây giờ đi leo lên nhà làm như là đóng đâu, tôi tưởng là sửa nhà sửa gì mà khuya ai sửa, 11-12 giờ ai sửa má, mà đâu có mưa đâu, thấy không, đâu có mưa đâu, nhiều chuyện lắm. Không, tôi sợ quá, tôi đi cầu tôi sợ quá, ỉa không nói luôn, nín chạy vô nhà luôn, tới sáng. Trên mốt không? Trời, tôi sợ quá, tôi thấy đang gặn ra cái cục thứ hai rồi. Ghê quá. Biết rồi, Hugo rồi. Nín luôn, đi vô nhà luôn. Không nữa, không đi ìa kia nữa. Không, đi về. Rồi tôi đắp chăn lại. Tôi sợ tôi ngủ tôi đắp lại. Tôi về tôi nói mẹ ơi. Không, ngày mai nói mẹ ơi, cô thấy Hugo. Bữa nói mẹ thấy sao? Hồi đó đâu, mình chỉ có dùng cái từ kia chứ không phải dùng cái từ Hugo. Bất hả? Ờ mẹ ơi, con thấy ai đeo đúng không chăng? Rồi mẹ nói không. Mày thấy rồi đó, không sao đâu. Ồ ghê không? Còn cái khu đất này nè là hồi đó Hugo nhiều lắm. Rồi nè, từ cái đường này nè, từ cái đường lộ này nè, đâm thẳng vô là hồi đó là nhà ông tôi vừa ở đây nè, dì Xuân. Cái hàng hủ tiếu á, cái hàng hủ tiếu mà chiều qua hay kêu nó ăn á. Mà cái thằng anh kìa, không phải thằng em. Bây giờ thằng anh đi về quê rồi, đưa cho thằng em bán. Ờ, ngay nhà bà Tư vừa luôn. Ngay nhà bà Tư luôn. Nó vừa nó gõ cốc cốc 12 giờ khuya. Nó chạy vô sớm tôi. Ở đó này vui cái sớm, đông vui lắm. Nó thấy 5 người mặc bộ đồ lính. 5 người mặc bộ đồ lính. 5 bộ đồ lính á. Màu xanh hay màu gì không biết, nó nói là đồ lính. Trời ơi, kể tới đâu nữa, giờ kể tới đó nè. Cho 5 tủ tiếu đi. Ngồi đó nhậu. Thì nó nghĩ là ngồi ăn nhậu rồi. Nó vô, nó bưng 5 tô vô. Không thấy ai hết trơn. Mà nó nói là mới vừa thấy 5 người ngồi. Mà giờ đó quăng đêm nó ế rồi. Nó đâu có bán cho ai được. Cho nên so với cái đoạn đường mà nó bưng ra đây chừng 5 phút à, 5-10 phút à. Mà làm gì mà người ta nghĩ nhậu lâu vậy, tưởng là giỡn. Nhưng mà hồi sáng sớm nó vô, nó bưng vô, nó gõ vô nhà tôi. À dì Mười, à dì Mười, à dì Mười có thấy nha, à, 5 người ở ngoài đây nhậu rồi à, kêu con 5 tô hủ tiếu mà con chẳng thấy đâu hết. Mà mặc đồ lính á, ngồi nhậu ấy. Cái à, mẹ tôi nè, thôi con đem về đi con. Không đâu con bỏ đó, con cúng cho anh ta đi. Hiểu rồi đó. Rồi từ đó về sau qua ban đêm ấy, là nó không bao giờ nó vô đây nó gõ hủ tiếu. Nó sợ chết bố nó luôn. Nó không bao giờ nó gõ. Và tới khuya ấy, anh ơi, bưng cho em một tô hủ tiếu, bưng vô nhà bà Mười đen nhá. Thôi anh không bưng đâu. Kinh lắm, ở trong kinh, trọng kinh lắm. Sợ quá. Cái đời tôi chọn đường đi vô đây nè. Tôi thiệt bà. Mà hồi nhỏ hả, khuya là ở đây nhiều chuyện kể lắm á. Mà đang hồi đó dì Xuân còn kể con câu chuyện là từ cái mé sông ở nhà của bà Bảy Bánh Tét, dì Xuân nhớ không, là có nhà của bà gì nữa, bà gì, bà Nga Lùng.
Bà Nga lùn mà ở mướn nhà trong nhà dì Sơn hồi xưa á đó. Đang ngồi nói chuyện ban đêm nha, nguyên cái cục lửa á, nó xẹt ngang ở dưới sông, xẹt ngang lên. Ghê không? Sau này về đông rồi đó, mấy ổng mấy bả mới đi á, chứ ở đó hả, ở đây hả, nhiều lắm, nhiều ghê. Ghê không? Ý là cái cụ kể á, là hồi đó cụ có đứa đẻ, mới đẻ đứa con, đẻ đứa con ra mà hả, lên kéo cái màn của qua mà cụ nhìn ra cụ thấy không thấy cái đầu mà thấy cái người mặc cái quần xà lọn, mặc cái quần xà leo lên giường vừa xưng luôn, không biết mà leo lên giường mà cái bả giái là đừng nhát bả chết bả bỏ con bả lợi rồi ai nuôi con bả bây giờ á, ăn gì bả về bả cúng cho bả đi bả cúng cho cái ra tháng rồi bả cúng cho, cuối cùng cái bả quên bả không cúng, cái về nhắc bả sao không cúng bả để ra không cúng cho nó, cái không cúng cho ông, cái ông để ông đi. Ghê không? Quên trời ạ, quên đâu, giấy thầm quên. Ghê không? Mà hả, dì Sơn biết không, hồi lúc á bé Bảy á nó mới vừa mất á, cái con ngồi bằng cơ á, con kêu nó gì á, cái nó nói gì nè, nó thèm cá kẽm mà nó ghê vậy nè, bé Bảy mà cái con nhỏ bạn chết rồi á, nó lên á, nó lên nhà mình cầu nó lên á, cái anh mới ghi cái bàn cơ là chữ á, cái chạy nó hỏi vậy nè, là má nó đi ăn dỗ về chưa, cái con hỏi ủa sao kỳ vậy ta, rồi con mới vừa cầu cơ xong rồi con mới chạy lên trển, chạy lên ghe, xuống ghe nhà nó đó, xuống ghe của nó ở á, thì má nó mẹ bà sao mới nói à, tao có đi đâu mà có đám giỗ của ông nội nó mỗi năm á, mà năm nay tao đâu có gì à. Bởi vì nó hỏi là thường thường năm nào bà cũng đi để cho nó canh ghe, bà mới nói năm nào tao cũng đi để cho nó canh ghe, mà năm nay tao không có đi tại vì năm nay không có ai canh ghe, không có ai canh ghe cho nên tao không đi. Bởi vì cho nó biết không, tao biết ngày tháng nó nói là đi ăn giỗ về chưa, thấy không? Mà có cái gì nữa, nó xuống ghe không được, xuống ghe làm như là có ai cản nó xuống không được, ông bà ở dưới á, lớn quá không cho nó về. Nó nói hả, hỏi ủa sao bà không đi siêu đi mà bà còn vòng vòng ở đây. Nó nói á, nó thiếu công đức, thiếu công đức siêu không có được, mà nó bây giờ nó là hành ma bd rồi, nó là ma mà ma bd. Trời xuân lý không, ồ thương nó lắm á. Mà có cái gì nè, bảo quỷ ma lắm, lúc bà còn sống bà quỷ ma lắm. Bà bệnh cái tôi xin tiền vậy phải, bà ăn cua còn quá cha tôi nữa, cua Cà Mau tôm sú mới ăn. Bệnh nữa mà tôi đi xin tiền cho bà đòi ăn cơm. Vậy nè, gửi cho con 5 triệu mà bệnh ốm nha, Thi ơi mày đưa cho tao 5 triệu đi để tao thủ đây tao đó, không bây giờ tao giữ mày. Nó gửi một buổi chiều, buổi sáng cái buổi chiều nó lấy lại mà nó ốm, nó gung nè, ốm nhơ mà nó bị bệnh la phổi mà. Bà đưa cho tôi 5 triệu đi, tôi gửi cho lộn, tôi giữ đây để tôi ăn. Mà gửi buổi sáng thôi mà buổi chiều đòi lại rồi đó. Đó nè, hỏi má ơi 5 triệu nè. Nó ghét ổng lắm á. Mà vui lắm, mà vui lắm. Hồi đó có sống á, nó là bị đê thì mình cũng bị đê, mà tôi với nó ở xóm này hồi nhỏ nó lớn, cho nên hai chị em cũng thương nhau lắm. Nhưng mà bây giờ nó chết rồi, lúc nó bệnh á, tôi đi xin tiền cho nó á, đi xin tiền nó được mấy chục triệu cho nó ăn rồi người này người kia. Trong giới BD cho nhiều lắm, trong giới LGBT á, người ta hùng cho một chút nhiều lắm. Gom cũng được mấy chục, rồi nó ăn hết tiền luôn nó mới chết á. Nó khôn ghê không? Nó khôn dễ sợ không? Nó ăn hết tiền nó mới chết. Còn con đi chết là mai còn con. Mà nó về nó không biết, chắc lúc nó còn sống nó lấy tiền nó quên ăn cá kẽm, cho nên nó về nó đòi ăn cá kẽm. Bây giờ quyên góp tiếp không chị? Quyên góp tiếp không?
Thôi mua chừng ký cá kẽm coi như mình ăn hết. Ừ, cá kẽm, cá kiểm gì đó. Cô muốn gần con cá rồi con cá gì nữa. Mà tôi cầu lên trong tôi rồi tôi biết có cá kẽm là con cá gì vậy trời. Không biết. Cá kẽm là con cá kẽm đó. Ông nội kia kêu trộn hai bịch cái hai nổi bơm đó. Không, ông nội đi đâu mẹ. Mà đó cái lớp mình vui quá hả thì. Ừ. Tôi vui lắm. Mấy trăm người. Hơn trăm hộ dân trong đây. Đứa này nhiều kỷ niệm á. Mà hồi xưa tôi còn nhỏ lớn. Ủa mà là đất cọ đầu của quần này. Đất cọ là cũng miếng đất này luôn. Rồi sau về nay thời gian mình ta bán cho tôi khác. Ừ. Trong này nó giống như cái ốc đảo vậy phò. Ờ, nó vòng vòng đảo à. Cái này mà cái có này tiền á, làm khu sinh thái được á. Không, mốt tôi làm cái này. Thiệt, tôi làm miếng đất này. Tôi sẽ mở hai bên, tôi mua hết miếng đất này luôn. Hai cho mấy chục tỷ chứ nhiêu. Nhiều, nhiều thì tôi không có. Mà hai trăm mấy chục tỷ tôi có. Thiệt. Tôi nằm mơ đó. Tôi nằm mơ là có hết á. Mà nói giỡn chứ. Thật sự á. Cái miếng đất này miếng đất đẹp luôn á. Vuông rất đẹp luôn ha. Miếng đất ngay xong. Quá đẹp. Rồi gì Sơn biết không, vừa nói giải tỏa xong ai đi cũng buồn. Ở trong đây một năm mới đóng tiền đất một lần. Mà bà chủ đất bà cũng tốt. Để cho người ta ở. Ừ, một năm bà lấy có mấy triệu bạc à, đúng không? Ừ. Biết sao không? Mà chơi có không? Cái đấy ngồi gần nè. Để chơi ra gì nữa chứ. Ngồi gần nữa chứ nè. Ở đây nè, ở đây nè. Mưa. Không phải là con chó đó nó hiện nó hay cắn ta không? Nó hiện nó hay cắn ta. Mời đi mà chơi đi. À bánh tráng ngon quá trời luôn, thiệt luôn á. Không có ai chuẩn bánh tráng ngon gì luôn. Thiệt đó. Tráng ai bán ngon không trời? Cách thi trời. Anh đâu quay vậy? Đường đây mà. Hả? Bom. Trời ơi. Quên rồi, hai lần rồi. Tình mặt đúng rồi, đúng rồi. Em, mình phải mời người ta vô động. Mời người ta vô động qua bánh tráng của mình. Ở đây không được gọi là cái quán bánh tráng, quán cà phê, mà gọi là cái động. Như làm gái vậy. Cách thi review cái món của mình đi. Ngon lắm mọi người. Thiệt quá. Mọi người thấy không, còn bánh tráng dai ghê không? Rất là dai. Anh vô là coi không mùi. Cho vô có cảm giác nào. Không mặn quá. Không bị ngọt. Vừa ăn, ngon. Bánh tráng ngon. Thiệt á. Chán ngon ghê trời. Càng ăn là càng ngon. Ai mà nghĩ là khôn khéo vậy ta. Thiệt. Trứng ra trứng. Cút ra cút. Bánh tráng ra bánh tráng. Đâu ra đó còn nè. Mà rẻ nữa, đây chục ngàn phần quá không. Có không? Rẻ mà. Rẻ. Bánh tráng này á, mọi người mà muốn cái địa điểm nó ngon vậy á, mọi người qua hẻm 1005 á, để thẳng qua qua cái cầu đúc, nhìn bên đây phải có con bd nó đẹp lắm, con bd nó như hoa hậu đó. Nó bán bánh tráng thôi 40 hả chị ơi, cho em nước đá ơi, trà đá, trà đá 40 quá đó. Bữa nay bán ế nè, mưa quá. Mưa quá ăn nguyên năm luôn.
Thì mưa quá nguyên mâm luôn. Trời phú ha. Chắc à, chạy thẳng hoài qua hai cái bộ lúc nhìn lên tấm to nát. Không, con nhỏ này nghe nó bán nhà này mấy ngàn bịch luôn á. Giàu lắm á. 10 ngàn á. Tại vì nó đi kiếm chùa từ thiện mới nữa. Nó hiện 10 á. Tôi bán ai là hơn 3 tháng hay là gần 3 tháng nữa. Lần đầu tiên tôi ăn bánh tráng nên nó là có bóc miếng ăn thôi. Bởi cho em chị, có mình chị. Tôi chụp tôi ăn thử miếng thôi. Chứ chưa bao giờ á, tôi ăn được nguyên vẹn vậy. Thì bữa nay là ăn được nguyên vẹn đàng hoàng rồi. Tốt quá là chụp miếng nha. Chụp miếng nha. Rồi ăn thử thôi. Thì trời mưa em mới, con mới được ăn. Ăn cha nè, ăn có ăn chan ăn nguyên vẹn thôi. Con nhìn bánh tráng mà thanh tâm, thanh thao vô cùng. Ăn mà mình thấy cảm giác là một cái đẳng cấp diva nè trên đây. Ngon ghê. Mà ăn ăn nó chán nhiều, cắt nước với mày á. Không biết trộn. Rồi lớn luôn. Cho nó bịch vô luôn. Lấy cái bịch ở đây, lấy cái bịch ở đây. Rồi lấy nước tắt ơi, sắp tới ra. Nếu các thi ăn là các thi coi bổ cao găm nhiều. Nhưng mà bổ nhiều cũng ăn thôi liền. Cao găm. Nhưng mà này vừa trộn có 5 phút sau ăn được rồi. Các thi để hơi lâu. Có nhiều người để rất là lâu luôn. Trước đó các thi có hay ăn bánh tráng ở chỗ khác không khi mà mình chưa bán á? Không ít lắm. Cái món nào phải là món hảo của các thi. Dễ hả? Món này không phải là món hảo mà có thư thèm mà. Giờ mình kể lại cái cơ duyên tại sao mình lại bán bánh tráng đi. Không tiền. Không có tiền. Có gì là dạ. Cơ duyên đơn giản là không tiền. Ý là không bán món khác mà lại bán món này. Bí đường. Không có tạo cái tiền được. Ủa chị. Khi bạn không tạo ra tiền được cho bạn tạo ra nghiệp chứ. Cái nghiệp đó mình tạo ra để cho bạn hưởng lây đó. Tôi tạo ra để cho bạn hưởng lây với tôi đó. Chuyện ủa hả? Ủa hả? Ước em đi.